Tôi là Huỳnh Quốc Cường, sinh năm 1972, cựu tuyển thủ của Đồng Tháp và cũng đội tuyển quốc gia. Ngày nay, không nhiều người còn nhớ tới cái tên Huỳnh Quốc Cường. Nhưng với những người đã theo dõi bóng đá từ lâu, anh chính là một mảnh ký ức không thể quên với cú đánh gót tuyệt đẹp tại Tiger Cup 1996. Năm 1996 thì lúc đó tôi chưa làm báo. Năm đó chỉ là một cái người xem, một khán giả còn nhỏ tuổi ở miền Tây thôi. Khi mà chứng kiến một cái bàn thắng của anh Huỳnh Quốc Cường vào lưới Indonesia, một cú đánh gót như vậy, thì lúc đó chúng tôi xem trong một cái không khí là bà con quay quần nhau xem cái trận đấu đó, trận tranh huy chương đồng. Thì phải nói là cảm xúc quá tuyệt vời. Không ngờ là một cầu thủ Việt Nam lại có một cái bàn thắng đẹp như vậy. Một cái bàn thắng nó thật sự là nó làm nức lòng mọi người, và một cái khoảnh khắc mà tôi nghĩ là để đời của Huỳnh Quốc Cường. Dù được xem là tiền đạo hàng đầu của bóng đá Việt Nam thời kỳ đó, nhưng Huỳnh Quốc Cường lại gặp nhiều lận đận trong sự nghiệp vì chấn thương, và rốt cuộc anh phải giải nghệ ở tuổi 33. Sau khi giải nghệ thì Cường có kinh doanh xe vận tải xe. Tuy nhiên cái nghề kinh doanh đó thì nó chung chiếu là mình tiếp xúc bằng qua điện thoại, thì kia thời gian nó cũng rảnh rỗi. Cường muốn tạo thêm một cái công việc mới thêm. Tuy nhiên thì cũng cơ duyên là gặp anh giám đốc Thiện. Cường muốn gợi ý làm chỗ thêm chỗ công ty của anh Thiện. Cường cũng rất vui mừng khi gợi ý của anh Thiện thì ảnh đồng ý ngay. Cường cũng nghĩ đó là một cái cơ duyên, cũng như là một cái may mắn của Cường đã được làm cái chỗ công ty mà mình ưa thích. Cả hai anh em chúng tôi đều là người Sa Đéc, và khi mà anh Cường tung hoành trên sân cỏ đó thì lúc đó tôi còn là học trò, và trong cái trí nhớ tôi thì anh Cường là một cái thần tượng. Và thậm chí có những cái trận đấu mà nhà đội Đồng Tháp bị chấn thương, bị hoặc những trận đấu quan trọng, trong mắt tôi lúc đó anh Cường là một cái người hùng, coi say mê lắm. Và sau này thì khi mà anh Cường giải nghệ, lúc tôi mở cái quán cà phê này thì anh Cường lên uống cà phê, rồi hai anh em cũng ngồi cũng nói chuyện qua lại, thì anh mới hỏi là có cái gì đó hay hay không. Và đó là lúc cựu danh thủ Huỳnh Quốc Cường bén duyên với nông trường cỏ may. Trong những năm tháng làm việc tại đây, anh không thiếu những kỷ niệm không thể nào quên. Kỷ niệm nhớ nhất là chú Cường là thường thường là các anh em miền Tây là ai cũng biết bơi xuồng hết. Chỉ có riêng Cường thì đó thì Cường có thử bơi xuồng. Tuy nhiên thì bơi thì nó không có bơi tới mà nó quay chiếc xuồng, rồi từ từ nó chìm xuồng luôn. Đó là kỷ niệm nhớ nhất của Cường ở làm nông trường Diều Va. Sau nhiều năm làm việc tại nông trường cỏ may, rốt cuộc vào đầu tháng này, Huỳnh Quốc Cường đã có thời gian để trở lại với bóng đá bằng một trung tâm đào tạo bóng đá miễn phí dành cho các em nhỏ. Về sau này bóng đá ngày càng chuyên nghiệp, cái sân chơi ngày càng nhiều, nhu cầu tập luyện thể dục thể thao cũng nhiều hơn. Rồi cái danh tiếng, tiền bạc của bóng đá nó mang lại, người ta thấy cái hào quang như vậy, thành ra người ta đến với bóng đá nhiều. Cho nên các cầu thủ trở về có thể làm mấy cái công việc, họ có thể làm ông chủ của trung tâm hoặc họ có thể làm ông thầy để dạy bóng đá cho các em học sinh hay là những ai yêu thích bóng đá. Thì sau này cái cơ hội nó mở ra nhiều hơn. Chứ trước đây thì thật sự cầu thủ về khó khăn, tôi gặp rất là nhiều cái trường hợp như vậy. Cường cái hồi xưa thì cái lứa tuổi này thì Cường cũng đam mê. Tuy nhiên thì hôm nay thì trang dịp hè cũng như là được chấp thuận của ban giám đốc của công ty Cỏ Mai tài trợ, cũng như là cái tạo điều kiện cho Cường có thời gian rảnh được mấy ngày, thì Cường xin phép được mấy ngày đó Cường tạo cái sân chơi bóng đá cộng đồng dân dịp hè cho các cháu có sân chơi. Rồi sau đó thì Cường cũng hy vọng là có một số em nó đam mê và nó có khiếu và nó có thể phát triển lên bóng đá chuyên nghiệp được. Cường hy vọng là với sự hướng dẫn của một tiền đạo cự phách như Huỳnh Quốc Cường, chắc chắn các em sẽ có những phút giây đáng nhớ tại lớp học bóng đá đặc biệt này. Và biết đâu, đây cũng sẽ là điểm khởi đầu cho một thế hệ tài năng của bóng đá Đồng Tháp trong tương lai.